Mũi Dinh với vẻ đẹp bình dị và hoang sơ khiến người ta đến rồi đều muốn quay lại. Nơi đây tuy còn rất hoang vu vắng vẻ, nhưng khi đặt chân đến, bạn sẽ bị mê hoặc bởi những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Phía trước là biển, phía sau bao bọc bởi dãy núi đá tạo thế phong thủy đắc địa, tựa núi hướng biển mà không phải khu du lịch nào cũng có. Dự án nằm giữa tam giác du lịch nổi tiếng Nha Trang, Mũi Né và Đà Lạt, cách thành phố Phan Rang 20 km về phía nam. Sức hấp dẫn của Mũi Dinh nằm ở phong cảnh hữu tình cùng vẻ đẹp bí ẩn, những sặt núi đá nhấp nhô, những bãi biển đẹp đến nao lòng, những đồi cát trắng đầy nắng gió, nơi được mệnh danh là tiểu sa mạc tại Việt Nam. Ngoài những cảnh đẹp thiên nhiên do tạo hóa ban tặng, nơi đây còn kế thừa nền văn hóa Champa cổ xưa vô cùng độc đáo. Bãi biển cát trắng như mở ra phần cuối của một sa mạc, cùng với việc được bao bọc bởi những ngọn đồi đá và biển cả, đã tạo cảm hứng cho chúng tôi mang đến ý tưởng cung cấp một trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho khách hàng, đồng thời hướng đến sự bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động du lịch đến mức tốt nhất. Với địa hình đặc biệt, có núi và đồi cát, thuận lợi cho việc tạo lập đa dạng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp vô số các loại hình du lịch trải nghiệm như leo núi, trượt cát, trải nghiệm đua xe địa hình trên sa mạc, ngắm bình minh và hoàng hôn trên lưng lạc đà, vui chơi giải trí công viên nước, công viên chuyên đề, thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật ban đêm, trải nghiệm mua sắm hàng hiệu outlet, chơi golf trên cát. Chơi golf trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp mê hồn trên những ngọn đồi cát trắng mấp mô là một trải nghiệm thú vị. Gió và thảm thực vật đặc trưng của vùng biển sẽ mang đến cho người chơi những cảm xúc khó quên. Dự án được chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu đem đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt khác nhau. Đến với khu resort san hô, du khách sẽ được trải nghiệm công viên nước cùng với cụm khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp len lỏi giữa dòng nước cùng cây xanh giữa sa mạc cát trắng. Khu resort trung tâm, trái tim của dự án với khu phố thương mại, quảng trường biển cùng các tòa tháp sát biển vươn cao nhưng không chắn tầm nhìn các công trình bên trong, tạo thành vòng cung ôm trọn đại dương bao la vào lòng. Lối thương mại nối liền khu quảng trường biển sẽ là trung tâm mua sắm, lễ hội và trình diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đối với những ai yêu thích thể thao, thì khu resort công viên nước sẽ là lựa chọn hoàn hảo, vừa nghỉ dưỡng, vừa tham gia vào các trò chơi cảm giác mạnh như trượt ống nước, câu trượt, máng trượt xoắn ốc hay bể lặn. Resort công viên giải trí sẽ mô phỏng những lâu đài cổ tích, tàu vũ trụ xuyên không gian hay những vòng quay trên cao để ngắm nhìn toàn cảnh dự án. Khu nghỉ dưỡng Bãi Tràng là một khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao gồm 86 biệt thự và 400 phòng khách sạn cùng khu giải trí và thư giãn rộng lớn như làng thương mại, spa, trung tâm hội nghị, nhà hàng.
Các công trình được thiết kế mô phỏng kiến trúc Champa, kết hợp khéo léo với cảnh quan thiên nhiên để tạo nên một tuyệt phẩm kiến trúc mà không giống bất cứ nơi đâu. Du khách có thể khám phá nét độc đáo này thông qua sự thay đổi của cảnh vật, đắm chìm trong một không gian mang tính biểu tượng và hiệu ứng ánh sáng. Cáp Padarán Mũi Dinh là dự án với diện tích gần 800 hectare, tọa lạc trên một địa hình độc đáo không đâu có tại Việt Nam. Với dãy núi đá bao quanh các đồi cát, các tiểu sa mạc ôm những hồ nước tự nhiên, kéo dài sát các bãi biển hình vòng cung, đẹp như các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới. Khu nghỉ dưỡng Mũi Dinh Cáp Padarán, tiểu sa mạc của Việt Nam.